Vâng, và xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình series huấn luyện về King of Sales by Phan Anh. Thế tôi là Phan Anh, giảng viên và chuyên gia về marketing, bán hàng và bán hàng trực tuyến. Video này thì tôi sẽ nói về một cái chủ đề tiếp theo nằm trong phần insight của một King of Sales, tức là phía bên trong, đúng không ạ? Cái phần từ bên trong nó từ thái độ cho đến kỹ năng sống, cho đến các cái tư duy, các cái tố chất của đúng không ạ? Thì loạt trước tôi đã nói về các tố chất rồi, thì loạt này tôi sẽ nói về thái độ. Cái thái độ là một cái thuật ngữ muốn chỉ rằng là cái ý thức nghề nghiệp của một cái nhân viên sale, của một cái người làm kinh doanh, người làm bán hàng, nó sẽ quyết định cái sự thành công trong tương lai của cái người bán hàng này. Đó chính là cái sự nghiệp về mặt lâu dài. Thế thì chúng tôi thường quan niệm rằng rất nhiều công ty cũng quan niệm rằng thái độ là quan trọng hơn kỹ năng. Bởi vì kỹ năng yếu, kỹ năng thiếu thì có thể học, nhưng mà thái độ không đúng, thái độ sai, thái độ lệch lạc hoặc là thái độ thiếu tích cực, thiếu hợp tác thì sẽ không thể dạy dỗ, sẽ không thể giúp cho cá nhân đấy phát triển được trong tương lai. Vì vậy, chúng tôi quan niệm rằng là thái độ chiếm tối thiểu là 50% sự thành công của một con người, của một sự nghiệp. Ví dụ như là bạn có một cái thái độ hết sức là tích cực, bạn lắng nghe, bạn học hỏi, sai thì bạn sửa, đúng không ạ? Bạn bị khách hàng phàn nàn, bạn cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bạn cảm thấy mình thiếu kỹ năng, thiếu phẩm chất, mình có thể học, mình có thể rèn luyện. Thì đó chính là cái ý nghĩa của cái thái độ của một người làm sale mà muốn trở thành best seller hoặc là muốn trở thành king of sale, thì bắt buộc các bạn cần phải có những thái độ hết sức là tích cực. Ở đây là thông qua những cái biểu tượng như là ham học hỏi, tinh thần cầu thị, đúng không ạ? Thắng không kêu, bại không nản, vân vân. Và một cái thái độ hết sức tích cực như vậy giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, giúp cho công việc của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Và mỗi một ngày chúng ta đến văn phòng làm việc, chúng ta đến cửa hàng, chúng ta đến công ty, thì chúng ta cảm thấy rằng đó là một ngày vui, đó là một ngày mà chúng ta cống hiến cho xã hội, đúng không ạ? Và với một cái thái độ tích cực thì chúng ta sẵn sàng đối mặt với những cái điều tồi tệ nhất, những cái điều xấu nhất, những cái cảm xúc nó bị down, nó bị đi xuống. Thì đó, ý tôi muốn nói là cái thái độ nó rất là quan trọng, được chưa ạ? Vâng, thì đây là một số những cái quan điểm về cái người làm sale, người ta rất là quan trọng. Vì vậy, nếu như mà các bạn mà cảm thấy mình chưa có một cái thái độ đúng đắn thì mình hãy viết ra cái tờ giấy của mình xem là mình đã có những cái thái độ tích cực như thế nào trong quá khứ, và trong tương lai mình đã có những cái thái độ tiêu cực như thế nào trong quá khứ, thì trong tương lai mình sẽ phải cải thiện. Thì đó là một số những cái ý tưởng tôi muốn nói về cái thái độ của chúng ta. Một cái nhóm tiếp theo nữa, chúng ta sẽ nói về kỹ năng sống, gọi là life skill đấy, đúng không ạ? Còn thái độ thì là skill. Thế thì insight của một cái king of sale hay là một best seller thì các bạn thấy rằng là ngoài những cái cảm xúc, ngoài những cái tố chất, ngoài những cái thái độ và ngoài những cái kỹ năng bán hàng thì ta sẽ bàn sau, thì chúng ta sẽ quan tâm đến kỹ năng sống. Bởi vì một cái người mà được thành công trong tương lai về mặt bán hàng và trở thành một CEO hàng đầu thì họ cần phải có những cái kỹ năng sống như sau. Thứ nhất, đó là họ phải biết quan tâm đến người khác, đúng không ạ? Biết quan tâm ở đây là mình có thể là nhìn thấy, thấu hiểu những cái nhu cầu, những cái khó khăn, những cái vất vả của khách hàng, của đồng nghiệp, của những người xung quanh chúng ta, đúng không ạ? Cái kỹ năng sống tiếp theo chúng ta cần phải quan tâm đó là biết chia sẻ. Vâng, biết chia sẻ tức là chúng ta sẽ lắng nghe, đúng không ạ? Chúng ta chia sẻ cái câu chuyện đấy. Đôi khi chúng ta có thể là không biết giải quyết thế nào cho khách hàng hay là cho một cái sự vụ đấy, nhưng mà cái tấm lòng chân thành của chúng ta là chúng ta lắng nghe, đúng không ạ? Chúng ta thấu hiểu. Tôi hay nói vui là nó giống như có một cái bài hát ấy là anh sẽ đến bên em, đúng không ạ? Thì có thể là anh sẽ không giúp gì được em, nhưng mà anh sẽ khóc cùng em. Đấy, thì cái lời bài hát đấy là tôi thấy rằng là đấy là cái ý nghĩa của cái sự chia sẻ. Tức là chúng ta có thể không giúp gì được, nhưng mà chúng ta đồng cảm với họ, đúng không ạ? Và chúng ta chia sẻ với họ câu chuyện, có thể họ sẽ vơi đi bớt cái nỗi buồn, hoặc họ chút đi một cái gánh nặng trong buồn phiền trong người, thì lúc đấy cái mối quan hệ của chúng ta sẽ rất là thân thiết, đúng không ạ? Vâng, chia sẻ và đồng cảm là hai cái yếu tố rất là quan trọng, được chưa ạ? Chúng ta thấu hiểu khách hàng
chúng ta chia sẻ với khách hàng, chúng ta đồng cảm với khách hàng và đối tác và đồng nghiệp, thì chúng ta rất là dễ thành công, bởi vì chúng ta sẽ được đồng nghiệp yêu quý, đúng không ạ? Chúng ta sẽ được khách hàng yêu quý và họ sẽ trung thành với chúng ta. Đó. Thế tôi có kể một cái câu chuyện như thế này. Một cái team gọi được gọi là King of Sale, thực sự đấy, doanh số bán hàng của họ là khoảng 2.000 tỷ một năm, trong một cái ngành sản xuất về sản phẩm là cám dành cho lĩnh vực nông nghiệp, như là cái thức ăn gia súc đấy, đúng không ạ? Thì các anh ấy dạy tôi một cái điều là ví dụ như là người ta coi khách hàng như là người thân trong gia đình, người ta chia sẻ, người ta đồng cảm, người ta thấu hiểu, người ta quan tâm bằng cách là ví dụ như con cái của khách hàng gặp ốm đau, người ta cũng động viên, người ta hỏi, người ta mua thuốc thang, người ta mua quà, hoặc là người ta lo lắng cái bảo hiểm cho con của khách hàng, hay là gia đình có những việc hiếu hỉ, người ta cũng là những người đầu tiên chạy đến, đúng không ạ, chúc mừng, chia buồn, đấy, và người ta lo lắng cho công việc của khách hàng. Thì đó là cái kỹ năng sống mình gọi là life skill mà một cái King of Sale sẽ rất là cần thiết để chúng ta có duy trì được cái mối quan hệ hết sức là tốt đẹp, hết sức là lâu dài với khách hàng, bởi vì cái quan hệ tốt đẹp và lâu dài đấy sẽ giúp cho chúng ta rất là thuận lợi trong công việc, đúng không ạ? Và cái kỹ năng tiếp theo nữa đấy là chúng ta cần phải biết quản lý thời gian. Vâng, rất nhiều người trong chúng ta hiện nay đang không biết quản lý thời gian. Quản lý thời gian như thế nào ạ? Chúng ta thường sai hẹn với khách hàng. Ở Việt Nam hoặc là ở Hà Nội thì tôi thấy rằng là cái tỷ lệ sai hẹn với khách hàng rất là cao. Mình hay nói vui với nhau đấy là giờ cao su, đúng không ạ? Hẹn 9 giờ thì phải là 9:20. Hẹn 10 giờ thì phải ghi phải 10:30. Trong tất cả các cuộc tiệc chúng ta đều hẹn nhau rất là sai hẹn. Thế thì tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng là nếu như những ai đang xem video này thì hãy biết cách quản lý thời gian của chúng ta, bắt đầu từ những việc đơn giản nhất, đó chính là đúng hẹn với tất cả mọi người, chứ không chỉ là đúng hẹn với sếp, không chỉ là đúng hẹn với khách hàng, không chỉ là đúng hẹn với đồng nghiệp. Chúng ta hãy đúng hẹn với tất cả mọi việc mà chúng ta đặt lịch, đúng không ạ? Và nếu trong trường hợp mà chúng ta bị thay đổi đột xuất, hay là chúng ta bị kẹt, bị va quệt, hay bị những cái vấn đề khách quan mà chúng ta không lường được, thì hãy gọi điện, hãy nhắn tin SMS, đúng không ạ? Hay email thông báo rằng vì một lý do nào đó chúng tôi bị trễ, xin hãy lùi lại 30 phút, hay xin hãy lùi lại 1 tiếng, hay xin hãy lùi lại 1 ngày. Như vậy, bạn rất chuyên nghiệp nhưng mà bạn vẫn biết quản lý thời gian. Quản lý thời gian ở đây còn là gì ạ? Quản lý thời gian về công việc, quản lý thời gian về gia đình, đúng không ạ? Chúng ta cần phải cân bằng, bởi vì chúng ta sẽ thường phải đối mặt với những cái câu chuyện kiểu như là sáng đi làm thì vợ con chưa ngủ dậy, đúng không ạ? Chồng con chưa ngủ dậy. Tối đi làm về thì vợ con hoặc chồng con thì đã đi ngủ rồi. Và chúng ta sẽ đánh mất cái sự cân bằng trong gia đình. Vậy thì chúng ta phải biết cách quản lý thời gian. Khi làm việc thì hãy làm việc hết sức, hết công suất, không có dành nhiều thời gian cho những cái chuyện phiếm, cho những cái chuyện không đâu, cho những cái chuyện giận hờn vu vơ, đúng không ạ? Và gạt qua những cái mối quan hệ bất hòa trong công việc để chúng ta tiến tới cái mục đích tốt đẹp cho công việc, cho hiệu suất và cho khách hàng, cho doanh nghiệp của chúng ta. Thế còn cân bằng về mặt thời gian cho gia đình thì khi chúng ta biết sắp xếp công việc ở công ty một cách tốt đẹp, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu suất công việc cao thì chúng ta sẽ dành thời gian cho gia đình. Hãy đi về sớm, đúng không ạ? Ví dụ như là 5:30 chúng ta được về thì hãy cố gắng bước ra khỏi đó sớm nhất có thể, đúng giờ nhất có thể, chứ đừng lấy lý do mình bận việc, mình sẽ ở đến 8, 9, 10 giờ. Tất nhiên tôi biết những CEO, những cấp manager, cấp director như chúng ta đều rất là bận, đúng không ạ? Ví dụ như tôi thì đi làm cũng thường xuyên 7, 8 giờ mới về, hoặc là tôi phải đi dạy tối ở công ty của tôi, về công ty về đào tạo, về marketing, về truyền thông, về sale, về xử lý khủng hoảng, thì thường là 10 giờ tôi mới về. Nhưng đây là công việc làm thêm vào buổi tối của tôi, thì mọi người cũng thông cảm, mọi người cũng hiểu, đúng không ạ? Thế thì vậy thì tôi cân bằng bằng cách nào? Thì tôi sẽ cố gắng là dậy sớm một chút vào buổi sáng, đúng không ạ? Sớm một chút thôi, chứ thực ra tôi cũng không dậy sớm được. Thực tế là như vậy, thì tôi sẽ trò chuyện với con tôi, đúng không ạ? Để cho bạn ấy cũng cảm thấy rằng là một ngày bạn ấy vẫn có hình bóng của một người cha, một người bố, một người ba trong đời. Chứ nếu đôi khi chúng ta mà chạy vạy, chúng ta mà quá là bận rộn với công việc thì chúng ta ngoảnh lại thì có khi là tất cả những tiền bạc,
chúng ta kiếm được, chúng ta mua quần, mua áo, mua giày, mua dép, lo cho con những cái điều kiện tốt nhất, nhưng mà cái tình cảm không đạt được, rồi thì con nó cũng không tôn trọng, vân vân, nó có thể dẫn tới những cái bi kịch về gia đình. Thì đâu đó chúng ta vẫn nhìn thấy những chuyện như vậy, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải biết quản lý thời gian, đúng không ạ? Ở đây là nó quản lý thời gian là trong từng công việc cụ thể, và cái sự cân bằng giữa công việc và gia đình và các mối quan hệ xã hội. Tất nhiên tôi nói ở đây thì các bạn hãy cứ học thế đi, còn các bạn đừng phán xét tôi. Bởi vì rất có thể các bạn lại nói rằng là bản thân anh Phan Anh, bản thân em Phan Anh chưa biết cân bằng đâu, em đừng có đi dạy người khác. Vâng, thế thì tôi cũng phải thú thật là trong quá khứ, đúng không ạ, tôi thì cũng có những cái chưa biết cân bằng, đúng không ạ? Quá là yêu công việc, quá là cần tiền, bởi vì chúng ta đều là tay trắng đi ra ngoài này, chúng ta làm việc rất vất vả để có được cái thu nhập, để có được cái khẳng định được cái uy tín về chất lượng chuyên môn, thương hiệu vân vân của chính chúng ta đối với doanh nghiệp và đối với cộng đồng. Cho nên là chúng ta nói là biết quản lý thời gian nhưng chưa chắc, đúng không ạ? Hãy cố gắng cân bằng cao nhất và hãy xem cái chương trình đào tạo này như là những cái lời khuyên bổ ích, còn đừng phán xét cái người đang hướng dẫn các anh chị, đúng không ạ? Lại là ông đã làm được như thế đâu mà ông dạy chúng tôi, đúng không ạ? Vâng, thì tôi nói rằng là chúng tôi đang rất cố gắng để có thể làm được đấy cho bản thân mình. Kể cả tôi không làm được cho bản thân mình thì các anh chị hãy làm điều đấy cho bản thân mình, đúng không ạ? Những lúc rảnh rỗi, đúng không ạ? Hãy nhắn tin cho người thân, hãy gọi điện cho người thân, hãy trò chuyện. Đó, ví dụ như anh bạn tôi thì anh hay làm như này, cuối tuần, đúng không ạ, đi uống cà phê buổi sáng với bạn bè, tất cả mọi người hẹn nhau đến uống cà phê ở một cái quán cà phê, ăn sáng với nhau rất là vui, sau đó ngồi đến chém gió vui vui, sau đó là nhấc điện thoại lên gọi cho người này người kia một thôi một hồi, hỏi thăm công việc thế nào. Và tôi thấy đấy chính là cái cách người ta quản lý thời gian và cân bằng cuộc sống rất tốt. Đấy là những cái tố chất của những người mà sẽ làm lớn, sẽ nghĩ lớn và sẽ thành công, anh chị nhé. Vâng, chúng ta cũng phải biết yêu thương người khác và biết cảm thông với người khác, đúng không ạ? Ví dụ như là ok, cảm thông với em Phan Anh rằng là đã chia sẻ những cái nội dung rất là hay, thế nhưng mà đôi khi bản thân là em cũng chưa làm được đâu, thì hãy góp ý, đúng không? Chúng ta đừng có quá là khắt khe, quá là cay nghiệt, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta dùng cái từ cay nghiệt đấy đối với đồng nghiệp, đối với bạn bè, đối với gia đình, hay là đối với chính khách hàng của chúng ta. Hãy biết yêu thương, hãy biết gọi là sơ si đi một chút, đúng không ạ? Và lắng nghe và thấu cảm thì mọi thứ tôi nghĩ sẽ trở nên rất dễ dàng, từ công việc cho đến cảm xúc, cho đến kể cả là cái mục đích lớn của chúng ta, đấy chính là thu nhập. Thế rồi thì một cái kỹ năng sống nữa thì tôi nghĩ là cũng rất là hiện đại trong cái cuộc sống ngày nay, đấy là cái kỹ năng lái xe, đúng không? Thì bây giờ xe hơi cũng rất là nhiều, mà chúng ta là một sales chuyên nghiệp thì chúng ta nên biết lái xe. Đấy, ví dụ như chúng ta đi với khách hàng, hoặc là chúng ta đi với đối tác, hoặc là chúng ta đi với sếp, đúng không ạ? Và những lúc mệt mỏi thì bạn có thể lái xe giúp, đúng không ạ? Tất nhiên chúng ta phải lái rất là cẩn thận, thì cái lái xe cũng là một cái lợi thế rất lớn. Nếu như mà chúng ta không biết thì cũng không sao, nhưng mà chúng ta biết thì thực sự đấy là một lợi thế tốt hơn rất nhiều. Bạn sẽ tự tin, bạn sẽ tham gia vào những câu chuyện, bạn sẽ tham gia vào cái quá trình lái xe, đi picnic hay là đi công tác hay là gì đó, bạn sẽ trở nên hữu ích trong mắt của những người xung quanh, đúng không ạ? Một cái kỹ năng sống nữa mà tôi nghĩ rằng là vô cùng quan trọng, đấy là kỹ năng giao tiếp và trò chuyện, đúng không ạ? Có những người, người ta sẽ nói chuyện với nhau, chúng ta cảm thấy không thấy mệt mỏi, cảm thấy không chán, bởi vì chúng ta nói chuyện là rất là vui, rất là thích, đúng không ạ? Không cướp lời người khác, đúng không ạ? Giao tiếp thì rất lịch sự, ánh mắt cuốn hút, nụ cười thì luôn nở trên môi, trò chuyện thì rất là tinh tế, đấy, kiểu như thế. Thì thực sự những người như vậy sẽ rất là dễ thành công, bởi vì cái khả năng thuyết trình, cái khả năng cuốn hút, cái khả năng trò chuyện, đặc biệt là trong tiếng Anh ấy, nó gọi là small talk, tức là nói chuyện phiếm, nói chuyện với nhau để có chuyện mà nói, đúng không ạ? Cứ dần dần lôi ra những cái câu chuyện, và tự dưng một lúc nào đấy họ cảm thấy rất thích thú với mình. Thì đó chính là cái kỹ năng các bạn cũng cần phải học. Hãy học cho mình những cái kỹ năng giao tiếp tốt nhất, từ ngoại hình thì tôi đã hướng dẫn, từ bắt tay, đúng không ạ, từ trao danh thiếp, từ nói chuyện, từ tâm sự đó. Thì chúng ta sẽ thấy, đúng không ạ, nó có những nguyên tắc nhất định, như là không cướp lời, không cắt ngang, không tranh cãi, hãy chỉ trò chuyện mà thôi, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Một kỹ năng nữa vô cùng quan trọng trong quá trình làm business của chúng ta,
chúng ta là một dân sale thì chắc chắn là chúng ta sẽ sale và business nó sẽ luôn đi với nhau. Đó chính là kỹ năng giải quyết vấn đề. Trong kinh doanh hoặc là trong công việc không bao giờ có một cái công thức chung, hay không bao giờ có một cái sự vụ nào là đấy có thể là sẽ thường xuyên xảy ra lặp đến, đúng không ạ? Nó có những cái tình huống phát sinh mới hoàn toàn. Thì quan trọng nhất đấy là cái khả năng chúng ta nhìn nhận và chúng ta giải quyết cái vấn đề đấy như thế nào. Thí dụ như chúng tôi làm tiếng Anh chẳng hạn, thì mỗi một khách hàng đến họ sẽ có một cái nhu cầu khác nhau, và mỗi một khách hàng họ sẽ có những cái hoàn cảnh khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ như khách hàng này người ta mang con đến thì người ta test ok rồi, rồi thì người ta đã đóng tiền rồi, thế nhưng mà chưa xếp được lớp cho người ta. Vậy thì phải giải quyết cái vấn đề này như nào, đúng không ạ? Thì chúng ta phải nhìn nhận vào và chúng ta nhanh chóng giải quyết cái vấn đề là khách hàng người ta đang muốn cho con đi học, đúng không ạ? Thế rồi thì ví dụ như là có một lần thì chúng tôi nhỡ với khách hàng là lớp của chúng tôi nghỉ, nhưng mà con của khách hàng thì vẫn đến, nhưng mà chúng tôi không báo, đúng không ạ? Đấy là một cái lỗi trong hệ thống. Thế thì ngay lập tức thì chúng ta sẽ cần phải giải quyết vấn đề này, đúng không ạ? Chúng ta phải thông báo cho hệ thống rằng là chúng ta đã làm sai cái việc này, và chúng ta phải thừa nhận với khách hàng là bọn em sai và em rất là xin lỗi. Thì đáng lẽ này là bọn em sẽ phải báo trước, nhưng mà như thế này thôi thì anh chị thông cảm giúp, hôm tới có lịch bọn em sẽ báo lại. Thì tất nhiên khách hàng họ sẽ không hài lòng tại thời điểm đó, nhưng mà cái sự thừa nhận, cái sự chân thành và giải quyết vấn đề nhanh thì chúng ta sẽ có được cái khách hàng của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là một số những cái kỹ năng sống rất là quan trọng đối với một người làm sale, và thậm chí đối với tất cả những cái công việc khác nếu như mà các bạn đang xem. Thì đây là những cái phần lý thuyết mang tính thực hành căn bản và quan trọng để các anh chị có thể thành công hơn trong cái quá trình làm kinh doanh, và quá trình bán hàng, và quá trình trở thành một best seller, trở thành một king of sale, và trở thành một CEO, giám đốc điều hành trong tương lai. Vâng, thế thì bài học về cái thái độ và kỹ năng sống ở một trong cái video nói về cái ngoại hình, cái tố chất, cái bên trong và bên ngoài của một người làm sale, thì tôi xin phép được chia sẻ với các bạn trong video này. Xin gặp lại các bạn vào trong video tiếp theo. Và xin lưu ý một chút nữa là hãy viết ra những cái kỹ năng sống cần thiết mà chúng ta đang thiếu, và chúng ta hãy làm thế nào đấy để bổ sung nó sớm nhất có thể. Và nếu như có những cái điều gì chưa được tốt đẹp hay là chưa được thỏa mãn, thì hãy trò chuyện với tôi, hãy chia sẻ với tôi, hãy email cho tôi là Phan Anh ở địa chỉ email phananhonline@gmail.com, hoặc là Facebook Phan Anh VCU. Chúng tôi rất mong muốn nhận được những cái phản hồi, nhận được cái chia sẻ của các anh chị, của các bạn rằng là tôi thích cái chương trình của anh lắm, đúng không ạ? Hay là tôi góp ý cho anh điều này nhé, đúng không ạ? Chúng ta rất là tích cực và rất là chân thành và rất là trân trọng nhau, thì chúng ta sẽ học hỏi được. Chúng ta không nên giấu giếm, chúng ta không nên phê phán, chúng ta không nên chỉ trích, có đúng không ạ? Vâng, hài lòng thì hãy nói với người khác, và không hài lòng thì hãy nói với Phan Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.